Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, trong ngày 19 tháng 9, thành phố Châu Đốc ghi nhận 1 ca mắc mới trong khu cách ly. Về tình hình điều trị, hiện đang quản lý điều trị 125 trường hợp. Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh 11 trường hợp, 2 F0 của An Phú. Bệnh viện đa khoa Nhật Tân 44 trường hợp, 13 F0 của An Phú, 13 F0 của Phú Tân. Trung tâm Y tế cơ sở điều trị 9 trường hợp, tiểu học A Dĩnh Nguân 60 trường hợp, 3 trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0. Mẫu giáo Anh Đào 30 trường hợp. Như vậy, lũy kế từ đầu đợt dịch đến ngày 19 tháng 9, tại thành phố Châu Đốc ghi nhận 217 ca mắc Covid, trong đó tái dương tính là 7, khỏi bệnh 86, tử vong 6. Cách ly tập trung quản lý 289 người, 1.275 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly tại nhà nơi lưu trú, quản lý cách ly tại nhà 352 người và 3.430 người hoàn thành cách ly tại nhà. Tất cả đều có sức khỏe bình thường.